Kính thưa quý vị và các bạn, người dân săn lùng thuốc xanh thuốc đỏ trị COVID-19 có tốt như lời đồn. Hiện nay xuất hiện tình trạng người dân tự mua thuốc phòng điều trị COVID-19 và tự điều trị theo các kiến thức, truyền miệng hoặc bác sĩ Google. Mới đây trên Facebook TikTok xanh của Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ một số quan điểm đối với việc người dân không tiếc tiền lùng sục một số loại thuốc ngoại không rõ nguồn gốc với niềm tin sẽ trị được COVID-19 một cách dễ dàng. Ông cũng chia sẻ bài viết của dược sĩ Hà Quang Tuyến, trưởng khoa dược Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để cảnh báo người dân được sự đồng ý của bác sĩ, báo Sức khỏe đời sống trân trọng giới thiệu những nội dung này tới độc giả. Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhiều cá nhân đã giao bán ra các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ Nga, Trung Quốc và Việt Nam như Abidol, Areplivir, thành phần là Favipiravir. Các thuốc này được quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị hiệu quả COVID-19. Các thuốc sách tay này còn được giao bán trực tiếp trên các hội nhóm, trang cá nhân trên mạng xã hội như Facebook, Zalo và Shopee nên người mua rất dễ tiếp cận và tìm mua trong khi nguồn gốc xuất xứ và tác dụng không rõ ràng. Mỗi thuốc kháng virus chỉ có chỉ định trên một số đối tượng bệnh nhân COVID-19 nhất định, do vậy việc dùng các thuốc kháng virus này cần đúng chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, các thuốc điều trị COVID-19 này cũng khá nhiều chống chỉ định, đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ, đồng thời trong quá trình sử dụng, cần phải giám sát cẩn thận các tác dụng phụ để tránh xảy ra các rủi ro có thể xảy ra. Tại Việt Nam, quy trình cấy ghép thuốc rất chặt chẽ, vì thuốc là một mặt hàng đặc biệt nên liên quan đến sức khỏe của con người, cả trước mắt và lâu dài. Điều này nhằm mục đích đảm bảo tác dụng hiệu quả của thuốc đối với nhân dân khi sử dụng. Chúng ta từng tìm hiểu, từng lên án thuốc ung thư giả một cách gay gắt. Nhưng giờ đây, tại sao chúng ta lại sẵn sàng thỏa hiệp về việc sử dụng một mặt hàng thuốc sách tay không rõ nguồn gốc, chất lượng với cam kết bằng miệng của người giao bán và không chịu trách nhiệm pháp lý khi có vấn đề xảy ra? Vì vậy, việc mua bán sử dụng thuốc, kể cả trên đều là vi phạm nghiêm luật dược, giảm hiệu quả phòng chống dịch, tạo cơ hội cho những cá nhân lợi dụng buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập khẩu để trục lợi cá nhân.